Chào các bạn kênh xem cách 24 giờ. Honda CBR 1000R Resso, bản độ hồi tưởng từ tay đua Magma West. Honda nổi tiếng với tay đua Magma West giành rất nhiều chiến thắng trong những cuộc đua MotoGP. Để cảm kích về đề cao chiến thắng đó, Honda ra mắt phiên bản thương mại mang tên Honda CBR 1000R Resso, phiên bản giới hạn mang một áo cái màu đen, đỏ, cam, đặc trưng của Resso cùng với những công nghệ mang từ đường đua MotoGP. Tổng thể tiêu chuẩn được Honda thiết kế bộ tem theo cái style của chiếc xe đua đường trường MotoGP của tay đua Magma West. Đường nét thiết kế rắn chắc, khỏe khoắn, hiền hòa, dễ gần gũi, hiện hữu qua thân hình CBR 1000R. Nâng cấp cho vị trí tay lái ổn định hơn với sự cướp mặt làm đẹp từ cái bộ rừng CBR bằng kim có trợ lực Hybrid ACS, cái phát xin xì tinh tế. Bên cạnh vị trí tay phanh, cái cụm của Rainbow ACS thương hiệu quá nổi tiếng và quen thuộc được tin dùng trên những bản phân khối lớn. Nhằm linh hoạt hơn vị trí con tài, chủ nhân đã trang bị chiếc xế cưng của mình bằng các chi tiết cái cụm CIC CB năng động với rất nhiều vị trí tăng chỉnh. Hệ thống treo trước Hollin, cái banh kép của Rainbow là những trang bị tiêu chuẩn dành riêng cho phiên bản giới hạn này. Thay đổi nhỏ nhỏ là dây dầu ép hỗ trợ chống bó cứng cho cả bánh trước lẫn bánh sau, đem lại an toàn tuyệt vời cho người lái. Dây dầu ép là sự kết hợp giữa vị trí ngắt dầu được bố trí là khá hợp lý, vừa đem lại hiệu năng sử dụng cực kỳ tốt và cho độ thẩm mỹ cũng khá đẹp. Cái giảm sóc sau Unicorin Hollin cũng một trang bị đáng tin cậy được Honda đặt cách cho phiên bản giới hạn này với thiết kế bình khí nén nằm ngoài. Phanh sau được chủ nhân nâng cấp hoàn hảo, sự kết hợp giữa phanh của Rainbow Bedic và các phát nhôm CNC ASV Racing và dầu S ốc dầu CNC. Chi tiết cuối cùng đã gây chú ý cho bản đồ này đến từ ống xả CR Racebit Full System. Một bản đồ quá đỉnh mà không có chơi. Cảm ơn bạn dẫn này là kế tiếp, nhớ like, share, subscribe.